Ai là các ca viên đó? Đó là một điều hạnh phúc. Bởi sao vậy? Các ca viên là những người đang làm cái công việc của các thiên thần. Các thiên thần ca ngợi chúc tụng Thiên Chúa. Thế các ca viên dưới thế này ca tụng chúc tụng Thiên Chúa trong các giờ kinh giờ lễ. Tức là các ca viên đang làm các công việc của các thiên thần. Thế đây là một cái sự vinh dự rất là lớn lao, đúng không nào? Nhưng có một cái lưu ý như thế này, là cả các ca viên cũng như tất cả mọi người, chúng ta đừng chỉ hát như các thiên thần không, mà chúng ta còn phải cần phải sống như các thiên thần nữa. Chứ đừng hát như thiên thần nhưng mà lại sống như cái con gì có đuôi thế thì lại không được. Mà phải hát như các thiên thần và sống như các thiên thần, để rồi chúng ta không những chúc tụng ca tụng Thiên Chúa bằng lời ca tiếng hát của chúng ta, mà chúng ta còn quan trọng hơn là gì? Là ca tụng chúc tụng Thiên Chúa, làm sáng Thiên Chúa bằng chính cuộc đời, bằng chính cuộc sống của chúng ta nữa. Điều đó mới là cái điều đáng quý vô cùng. Chúng ta không chỉ thờ lại chúc tụng Thiên Chúa bằng môi miệng, bằng lời của chúng ta, mà bằng cả cuộc đời của chúng ta, con người của chúng ta trở nên những cái lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa, làm sáng danh Chúa. Yeah.